Ngọc Huyền Sô, Cải Lương Tôi Yêu xin kính chào tái ngộ cùng quý vị. Cải Lương Tôi Yêu được phát sóng trên đài truyền hình IBC TV băng tần 18.12 KNLA và Galaxy 19 trên toàn nước Mỹ, Canada vào những ngày thứ năm 7:30 tối, thứ bảy 1:30 trưa và thứ hai lúc 7:30 sáng. Mọi góp ý liên lạc xin quý vị gọi về đài 714-892-5400. Ngọc Huyền Sô, Cải Lương Tôi Yêu cũng xin chân thành cảm ơn công ty dược thảo Dragon USA luôn bảo trợ cho chương trình. Công ty dược thảo Dragon USA chuyên bảo vệ tốt cho sức khỏe toàn diện và đặc biệt ngăn ngừa các chứng bệnh nan y. Xin quý vị gọi tham khảo 714-892-5717. Và bây giờ thì xin kính mời quý vị cùng với Ngọc Huyền tái ngộ lại với má Ngọc Đáng và hai anh nhạc sĩ tài hoa Hoàng Phúc và Minh Đức. Con xin kính chào má cũng như hai anh và tất cả chúng chào ta xin gửi lời chào đến khán giả của đài truyền hình IBC TV ạ. Cảm ơn con gái rất là nhiều đã tạo nhiều điều kiện để cho má Đáng được lên đây tham gia về chương trình Cải Lương Tôi Yêu để được gửi lời ca tiếng hát đến cho quý khán thính giả yêu cải lương của mình. Ngọc Đáng có lời chào tái ngộ đến quý khán giả của chương trình Cải Lương Tôi Yêu do Ngọc Huyền phụ trách. Chào hai em nhạc sĩ. Minh Đức cũng xin trân trọng kính chào quý vị khán giả lại một lần nữa tái ngộ cùng quý vị và tái ngộ cùng dạ, Ngọc Đáng, Ngọc Huyền gọi là song Ngọc đi cho nó lẹ. Hoàng Phúc. Dạ, Hoàng Phúc cũng xin trân trọng kính chào tái ngộ đến quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Song Ngọc Quyền Cải Lương Tôi Yêu. Dạ. Chào chị Ngọc Đáng. Dạ, chào dạ. Ngọc Quyền bay ào ào. Bay ào ào. Anh nói Ngọc Huyền bay ào ào là vì công việc đó quý vị. Thì Ngọc Huyền bay các tiểu bang để mà đem lại ca tiếng hát đến cho tất cả quý vị. Thưa tất cả quý vị, và tuần vừa qua thì quý vị đã có xem chương trình Ngọc Huyền Show nói về bài hát và những tác phẩm của nữ nghệ sĩ sầu nữ Úc Bạch Lan. Đó thì vẫn theo cái dòng chảy đó, Ngọc Huyền có một cái bài hát mà Ngọc Huyền biết rằng là má Úc hát rất là hay. Ngọc Huyền muốn để trình làng cùng tất cả quý vị, nhưng mà rất tiếc vì bản quyền đó má, thì không có thể nào mà những cái bài hát nào mà không dính vào bản quyền thì chúng tôi có thể phát lên đài truyền hình cũng như gửi đến quý vị trên YouTube. Yeah. Nhưng mà những cái bài hát mà phạm vào bản quyền thì chắc chắn là chúng tôi không thể nào mà để gửi đến quý vị. Mà đó là một cái kho tàng vô giá những bài ca cổ của ông Bảy Viễn Châu. Yeah. Viết cho sầu nữ Úc Bạch Lan hát. Chính vì vậy mà Ngọc Huyền xin phép được hát lại bài hát nói về số phận của những người phụ nữ. Và bài hát được mang tên là Tâm Sự Người Cung Nữ. Mời quý vị cùng lắng nghe sau đây với giọng hát của Ngọc Huyền ạ. Ngài kiều quá đưa thiếp
nhìn thiếp chẳng nói câu gì, đôi mắt xa vời dòi theo bóng người đi, cô nú căm thù cho bờ mi rơm máu. Giữa chương thâm cung cành chim lòng ca châu, thiếp chờ đợi quân dương đơn nhỏ giọt thương sâu. Xa ướp hương sông ôi quen râu ngọt ngào, thôi thì thân xác này thiếp xin trao cho thánh thượng, còn tâm hồn này thiếp gửi trọn về ai. Vua Kiên Hồn chẳng bước tới cung gì, sau đêm hương lửa không còn lui tới nữa, mấy lượt xuân về qua khung cửa, hằng đêm soi gương thêm đậm nét già. Ngài thiếp được tấn dương nhỏ ơn mưa móc, thì tóc đã ngả màu sương và đôi mắt cũng vẫn già. Thuở thiếp còn xuân thời, thiếp đã yêu một hàng sinh, đến hôm nay mối tình ấy vẫn chưa quên, hơn 40 năm không biết chàng còn hay đã mất. Kìa, vì sao Tân Dương lại khóc, người là ai và quen rồi. Đêm ấy thiếp được dời đến cung vua để nghe Tân Dương truyền linh chấm chọn nàng làm hoàng hậu. Trời ơi, thiếp vội quỳ lại giáng xin, xin thanh hoàng hãy thương tình cho một cung nữ già thân, rời khỏi cung chương về cô quận
bầu. Người xưa chính là Trầm Đô Hoàng hậu. Ôi ta vẫn nhớ thương nàng. Ôi thiếp bàng hoàng chợt tỉnh giấc mơ bởi một cơn gió lọt vào cung lành. Bốn bức tường cao những muôn đời sừng sừng chôn chết cuộc đời của một cung nữ già nua. Hồi xưa ác quá ha. Tuyển vô cung rồi cái quên luôn vậy đó. Quên mấy chục năm để cho tới người ta già rồi người ta mù rồi tự nhiên được chợt tới được cái vô bị phong hoàng hậu. Hoàng hậu xuống quắc vậy. Không, không, con không có, con không có nghĩ như vậy. Mà cái câu cuối của bác Viễn Châu đó thì là rồi thiếp chợt tỉnh cơn mộng. Có nghĩa là nằm mơ. Là không? Nằm mơ thôi. Không cơn, phải là sự thật. Bởi vì một cơn gió mà lùa vào cho bà lạnh. À. Thì là bà chỉ mong muốn như vậy thôi. Ừ. Và cái bức tường cao vẫn là một cái cung cấm và chôn cuộc đời của một người cung nữ già nua. Có nghĩa là bà ấy chỉ là mơ mộng vậy mơ thôi. Mơ mộng vậy thôi. Mơ một cái ngày nào đó ông vua đến sẽ cưới lại bà. Đã cưới lại bà mà là đổi một cái cung vua này trở thành một cái vị tân vương khác để mà là cái người tân vương đó. Cái hay của bác Bảy đó là để cho mình suy nghĩ mơ tưởng một cái gì đẹp hơn cũng được. Mà bất chợt một cơn gió lạnh lùa để tỉnh giấc mơ. Không phải, con nghe bây giờ nãy giờ mấy ngày bác nghe đó thì con nhớ con dạ. Nói là khi Tân Dương là không phải là ông vua cũ mà vua của cái thời ông bà vua này. Thời bà mới mà ông Tân Dương này là ông vua còn trẻ. Dạ. Và khi ông vua này ông đến cái cung này mà ông gặp bà này có được vậy không? Dạ. Thấy không, thật sự khi bà chợt tỉnh ra thì bà thấy là một cơn gió lùa vào một cái hoàng cung như vậy đó. Bà chợt tỉnh giấc mơ của bà thì bà nằm mơ thôi. Bà hy vọng thôi chứ bây giờ bà đã mù, bà đã già rồi thì làm sao mà rước bà về làm hoàng hậu, đúng không? Đúng rồi. Đúng là tội cho cái đời cung nữ của những người ngày xưa được tuyển chọn vào cung rất là đông. Là cung tần mỹ nữ rất là đông, mộng vua không bao giờ quan tâm tới, không có nhớ được. Hả? Nhưng mà nói tới đó thì bây giờ mình lại cảm ơn thời đại bây giờ ha má hả? À. Bây giờ là chỉ cho một chồng một vợ thôi, ai lén phén là sẽ nghe đi ra khỏi nhà. Nhớ nha Phúc, Đức Viên Phúc nhớ nha. Nhớ nha, một chồng một vợ thôi nha. Rất là cưng. Lén phén là đi ra khỏi nhà. Không thôi là thường ông bà mình nói là đi lén phén thì đi ra chuồng gà mà ở. Đó, thấy không? Đó. 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 Không có thâu. Kính mời quý vị, xin quý vị xem tiếp sau đây là một số thông tin thương mại của đài Ngọc Huyền. Show Cải Lương Tôi Yêu sẽ trở lại ngay cùng quý vị ạ. À.